khi nào Mỹ ve vãn Campuchia giống ve vãn Việt Nam không? Nói chung là Mỹ nó ve vãn, chắc chắn là nó có nhu cầu ve vãn, nhưng mà nó không thể đủ lực ve vãn được tất cả. Chúng ta vẫn nói là thế giới này vận hành theo cái hệ thống của Mỹ mà. Và nó là cái thằng chỉ huy, nó là cái thằng hoạch định trong cái hệ thống đó. Trong hệ thống nó sẽ có cái giai cấp của bọn lãnh đạo và giai cấp của bọn vị trị. Thế thì nó sẽ chỉ ve vãn những cái đất nước giúp cho cái hệ thống lãnh đạo của nó được vững chắc. Thế thì cái hệ thống lãnh đạo của nó vững chắc khi nào? Nhất khi là một yếu tố đó là gì? Là xây dựng để cho nó mạnh lên và cùng mạnh lên. Hai, phải có thằng để nó lãnh đạo chứ. Chứ bây giờ nó ve vãn hết thì nó lãnh đạo thằng nào? Thằng nào nó coi là đối tác, là bạn bè. Thế thì nó lãnh đạo thằng nào? Thế thì cái hệ thống lãnh đạo của nó tự nhiên tức nó là đổ. Các bạn nên nhớ trên thế giới này Mỹ chỉ coi một đất nước duy nhất là bạn, đó chính là Việt Nam. Còn đối với Mỹ tất cả chỉ là đàn em, từ châu Âu cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc tất cả chỉ là đàn em. Nó chỉ có một người bạn duy nhất và bất đắc dĩ nó phải làm bạn, đó là Việt Nam, bởi vì nó không thể nào mà áp đặt cho Việt Nam được. Cái này là cái mà không phải chém gió mà nó là sự thật. Đối với Mỹ, một là đàn em, hai là kẻ thù. Chỉ có duy nhất Việt Nam chúng ta đấy, nó xếp vào cái tình trạng không phải kẻ thù cũng không phải đàn em, cho nên bắt buộc nó phải đưa ra một cái khía cạnh hoàn toàn mới, đó là người bạn của Mỹ. Nó không muốn làm kẻ thù của Việt Nam nhưng nó không thể thâu tóm Việt Nam thành đàn em được, cho nên bắt buộc nó phải làm sao chấp nhận làm bạn với Việt Nam. Cho nên đây là điểm tự hào của mình nhá. Các bạn cứ để ý xem, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Úc, Anh tất cả đều là đàn em của Mỹ. Mỹ nó sai, nó nói cái gì là phải nghe cái đấy. Nó bảo viện trợ thằng Uca cái này là phải viện trợ, không viện trợ không được. Thì đó là đàn em của Mỹ. Thậm chí kể cả Đài Loan, gọi là Đài Loan, Singapore, Thái Lan, tất cả cũng giống vậy. Mỹ mà nó đã yêu cầu điều gì là các quốc gia này phải làm, không làm không được. Nhưng riêng với Việt Nam, sai không sai được, mà đoánh cũng không đoánh được, nên bắt buộc phải làm bạn. Nếu là bạn phải tin tưởng, còn không thì cũng là xã giao thôi. Quan điểm của chúng ta là gì? Là phát triển những cái mặt đồng thuận, triệt tiêu những cái bất đồng thuận. Chính trị người ta phải giả chân, kể cả không tin thật nhưng gặp nhau là cứ phải cười, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, chứ không phải là cứ mầm ra mà mày không nghe lời tao là tao đánh. Chính trị đây là chính trị lỗi thời, không biết làm chính trị của bọn trẻ con. Còn chính trị nó, tại sao chính trị nó dành cho người già? Bởi chỉ người già người ta mới đủ cái bản lĩnh kiềm chế cái lúc tức giận. Là dù có điểm này tôi không thích anh đấy, nhưng mà ta cứ để đó bình tĩnh, ta bàn bạc, chứ không phải là hùng hục mang súng ống ra đánh nhau.